Như chị thấy là có những cái rất là nhân đức ở trên đó, và một người có tâm đức như vậy thì người đó không thể nào mà làm những cái điều mà gì đồng tiền đó. Đó là một cái biết đâu thiếu tiền làm tiền đó. Trời, chị biết mà, chị đi chùa hoài chị biết. Nên chị nhìn cái người á như vậy là người đó sẽ làm bằng một cái tâm yêu thương với bệnh nhân của mình, thì người đó sẽ làm hết sức mình. Chị đến đây vì em, nên hồi nãy chị trong điện thoại chị nói của Hằng là chị thích bác sĩ Phan Tú Dung nha, chị hẹn đặt 5 giờ đó, nhưng mà chị nói thôi chị lại liền. Ở trên nhà xã vừa xuống cầu là chị chạy lên liền, mà chị chẳng nói nhà chị đi đâu, chị sợ đi về mất công ngọn đợi nữa, chị muốn quán chị đi liền. Mà chị xuống dưới chị cũng ngồi đứng đó hoài, chị chỉ cho bác sĩ Dung làm đi, rồi đây nó bác sĩ Dung không có làm mắt, thì nó nhưng mà chị thích bác sĩ Dung, bác sĩ Dung không có làm mắt, bây giờ cứ lên gặp bác sĩ kia, nhưng mà trong lòng nó cũng nói nói chung là cái mình làm gì á mà mình tin người đó, tự nhiên mình lên cái bàn mình làm cái tự nhiên mình thoải mái trên cái tinh thần mình đó. Chắc hôm trước chị gặp rồi, sao giờ chị phân vân như nào? Tại vì người bạn làm treo chỉ ở đâu mà chị nhìn là chị biết treo chỉ, treo chỉ cái mặt treo chỉ, mà tự nhiên có mấy ngày thấy nổi với nó bị cái dấu luồn á, dấu lắm, những dấu luồn đó chị nhìn chị biết, mà chị thấy cũng trời xài chuyện gì mới. Mà chị hiện tại nhà chị đâu? Mà chị muốn chuyển. Chị biết em lâu chưa? Chị biết em cũng gần 5 rồi. Thôi giờ mới chọn. Sao giờ mới chọn? Tại chị đâu có tính làm đâu. Chị không có tính làm, nói chung là thật sự là kinh tế. Chị nói thật lòng luôn. Tại vì chị cũng lớn tuổi, chị đâu có còn làm cái tiền nữa. Con cái nó làm nên chị phải đến dành. Có sao nói vậy? Để dành từ từ. Hôm đó chị em nói chị là chị về chị đã dành tiền, nhưng mà chị thấy bạn chị không muốn làm nữa. Thôi rồi bây giờ em sẽ làm cái chị miên gì căn này lên chị nghe. Sẽ làm chị thấy kết quả liền như này. Chứ mà em làm mà tự nhiên cái lòng chị khi chị lên bàn ngủ hay gì đó chị sẽ cảm thấy mình ngủ cũng được nữa, tại vì nó giống như cái tinh thần mình nó thoải mái, mình cảm thấy mình không lo âu gì cả, cũng như mình tin người đó mình chẳng còn lo âu gì hết, thì tự nhiên cái áp mình nó sẽ ổn định. Nói chung là vậy, chị thích chị.